Cô xin chào tất cả các em đến với tiết học ngày hôm nay. Trong văn học Việt Nam, các em đã được làm quen với những thể thơ nào rồi? Và theo các em thì cơ sở quan trọng nhất để phân chia thể thơ là gì nào? Để nắm được một số quy tắc về số câu này, số tiếng, vần, nhịp, thanh, vân vân của một số thể thơ truyền thống để từ đó hiểu thêm những cái đổi mới sáng tạo của thơ hiện đại thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiết 21 bài luật thơ. Unknown computer found. Các em tìm hiểu về khái quát về luật thơ một lớn. Một nhỏ chúng ta tìm hiểu về khái niệm. Vậy luật thơ là gì? Luật thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách hiệp vần, phép hài thanh, ngắt nhịp trong các thể thơ được khái quát theo những kiểu mẫu nhất định. Chúng ta đi vào phần 2, đó là tìm hiểu các thể thơ. Thế thì có thể chia làm 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất đó là thơ dân tộc A nhỏ, gồm có thơ lục bát, sóng thất lục bát và hạc nói. Thứ hai là các thể thơ đường lục, gồm ngụ ngôn, thất ngôn hay là tứ tuyệt và bát cú. Nhóm thứ ba là các thể thơ hiện đại, gồm 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, hỗn hợp, tự do, thơ, văn xuôi, vân vân. Chúng ta chuyển sang phần thứ ba là sự hình thành của luật thơ. Thế thì tiếng chính là đơn vị có vai trò quan trọng nhất. Cô ví dụ hai câu thơ trong truyền kiều của Nguyễn Du: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mình khéo là ghét nhau. Thì ở đây chúng ta thấy các tiếng trong thơ đã tạo nên nội dung ý nghĩa của thơ. Số tiếng trong thơ quyết định thể thơ. Vần của tiếng tạo nên cách hiệp vần. Thanh của tiếng thì tạo nên cách hài thanh. Và tiếng chính là cơ sở để ngắt nhịp. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 lớn là một số thể thơ truyền thống. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nhất là thể lục bát, thứ hai là thể song thất lục bát, thứ ba là thể ngụ ngôn đường lục và thứ tư là thể thất ngôn đường lục. Để tìm hiểu một số thể thơ truyền thống thì cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua những cái bài ca dao, bài thơ và những đoạn thơ. Thứ nhất là về số tiếng, số dòng, thứ hai là về hiệp vần, thứ ba là nhịp và thứ tư là hài thanh. Đó là bài ca dao Anh đi anh nhớ quê nhà, đoạn thơ trong bài Khóc dân khuê của Nguyễn Khuyến, bài thơ Mặt trăng, bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương và bài thơ Qua đèo ngang của bà Huyền Thanh Quang. Chúng ta tìm hiểu thể thơ lục bát. Cô đưa ra ví dụ: anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ cánh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dại nắng dầm sương, nhớ ai tạt nước bên đường hôm nào. Đây là ca dao. Và chúng ta thấy này, số tiếng ở đây là 6, 8 liên tục. Về vần thì chúng ta thấy tiếng thứ 6 của hai dòng thơ, tiếng thứ 8 của dòng bát với tiếng thứ 6 của dòng lục. Về nhịp thì là nhịp chẳng, dựa vào tiếng có hai thanh không đổi, 2, 4, 6 và 2, 2, 2. Về hai thanh, kém để ý, tiếng 2 là vần bằng, tiếng 4 là vần trắc, tiếng 6 vần bằng và đối lập âm vực trầm bồng ở tiếng 6, 8 của dòng bát. Kém có thể tham khảo thêm ví dụ ở trong sách giáo khoa, đó là những câu thơ của tác giả Nguyễn Du trích trong truyền kiều.
Chúng ta tìm hiểu thể thứ hai là thể song thất lục bát. Chúng ta tìm hiểu ví dụ. Câu thơ nghĩ đắn đo không viết, việc đưa ai ai biết mà đưa. Giường kia treo cũng hững hờ, đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn. Thế thì số tiếng ở đây cảm thấy đó là 7, 7, 6, 8 liên tục. Về vần thì cặp song thất là tiếng 7, 5 hiệp vần trắc. Cặp lục bát hiệp vần bằng liền. Về nhịp, hai câu thất 3, 4, lục bát thì 2, 2, 2. Đàn kia gãy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn. Về hài thanh là hai câu 7, tiếng thứ 3 linh hoạt vần bằng vần trắc. Các em có thể tham khảo thêm ví dụ đoạn trích Chinh Phù Ngâm ở sách giáo khoa trang 103. Thể thứ ba là thể ngụ ngôn đường luật. Thì bao gồm đó là ngụ ngôn tự tuyệt. Ví dụ bài thơ các em đã học đó là bài Phò Giả Về Kinh. Thứ hai là ngụ ngôn bạc cũ, ví dụ như là bài Mặt Trăng. Các em để ý cái cách giao vần trắc bằng bằng trắc ở bài thơ Mặt Trăng. Văng vặc bóng thuyền quyên, unknown computer found, bốn bên nề cho trời đất trắng, quét sạch núi sông đen. Có khuyết những tròn mãi, tuy già vẫn trẻ lên, mạnh gương chung thế giới, soi rõ mặt hai hèn. Về số tiếng ở bài Mặt Trăng thì các em thấy đó là 5 tiếng. Về số dòng là 8 dòng. Về vần là vần độc vần, vần cách. Bên, đen, lên, hèn. Về nhịp là nhịp lẻ, đó là nhịp 2, 3. Về hai thanh, có sự luân phiên bằng trắc, hoặc là niêm bằng bằng trắc trắc ở tiếng thứ 2 và thứ 4. Các em để ý cho cô. Chúng ta tìm hiểu thể thơ thất ngôn đường luật. Thất ngôn đường luật gồm hai thể chính, đó là thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bạc cũ. Đấy là hai thể thơ có kết cấu, có niêm luật chặt chẽ và được nhiều người ưa thích, và đến nay thì vẫn được nhiều người sử dụng để sáng tác. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu thể thất ngôn tứ tuyệt. Có ví dụ trong bài thơ Mời Trầu của Hồ Xuân Hương. Quả cau nho nhỏ miệng trầu hôi, này của Xuân Hương mới quệt rồi, có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá, bạc như vôi. Kém vậy này, ở đây số tiếng là 7, số dòng là 4. Về vần thì vần chân, độc vần, vần cách. Về nhịp là ngắt nhịp 4, 3. Quả cau nho nhỏ miệng trầu hôi. Về hai thanh, ở các tiếng 2, 4, 6, mỗi dòng là bằng, trắc, bằng, hoặc là trắc, bằng, trắc. Về niêm là dòng 1 và dòng 4, dòng 2 và dòng 3. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái thể chính thứ hai, đó là thể thất ngôn bạc cũ. Chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyền Thanh Quan. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chờ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mọi miền cãi nha nha. Dừng chân đứng lại trời nón nước,
một mảnh tình riêng ta với ta. Ở đây các em để ý cho cô đó là vần trắc bằng trắc từ các câu, và chúng ta sẽ phân tích. Ở bài quá đèo ngang, chúng ta thấy số tiếng ở đây là 7 và số dòng là 8. Và các em thường chia làm 4 phần, đó là 2 câu đề, 2 câu thực, 2 câu luận và 2 câu kết. Về vần là vần chân, đọc vần ở các câu 1, 2, 4, 6, 8. Đó là từ ta, hoa, nhà, gia và ta. Về nhịp là ngắt nhịp 4, 3, ví dụ. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa. Về hai thanh thì các tiếng 2, 4, 6 ở mỗi dòng, đó là thanh trắc, bằng trắc hoặc là bằng trắc bằng. Về niêm là dòng 2 và dòng 3, dòng 4 và dòng 5, dòng 6 và dòng 7 và dòng 1 niêm với dòng 8. Về đổi thì dòng 3 đổi với dòng 4, dòng 5 đổi với dòng 6. Có ví dụ: nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mọi miền cải gia gia. Hai câu này đổi với nhau cả nhỉ. Chúng ta chuyển sang ba lớn, các thể thơ hiện đại. Phong trào thơ mới đã bắt đầu cho việc đổi mới thơ Việt Nam. Nhiều thể thơ hiện đại xuất hiện từ đây. Thơ mới vừa tiếp nối luật thơ trong truyền thống và vừa có sự cách tân. Các thể thơ hiện đại Việt Nam rất đa dạng và phong phú, như là thơ 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, thơ hỗn hợp, thơ tự do, thơ văn xuôi, vân vân. Vừa tiếp nối luật thơ trong thơ truyền thống, vừa có sự cách tân. Và để hiểu hơn được, các em xem thêm cho cô phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 107. Unknown computer found. Bài học này thì các em nắm cho cô thứ nhất là khái niệm về luật thơ, thứ hai là vai trò của tiếng với sự hình thành luật thơ, thứ ba là luật thơ của một số thể thơ truyền thống, và thứ tư là vài nét về các thể thơ hiện đại. Các em về nhà làm cho cô phần bài tập ở phần luyện tập trang 107 và tìm một số bài thơ lục bát, sóng thất luật bát, ngụ ngôn đường luật, thất ngôn đường luật và phân tích luật thơ ở các bài thơ đó. Kém so sánh sự khác nhau giữa luật thơ trước đây và luật thơ hiện đại. Và có một cái bài luật thơ ở sau này thì kém tự học. Nếu có gì không hiểu thì lên lớp hỏi các cô, các thầy nhé. Tiếp theo kém soạn bài Việt Bắc phần tác phẩm. Cô chào các em và chúc các em nhiều sức khỏe, học tập thật là tốt.